Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong sạch vững mạnh. Hải Phòng cơ bản khắc phục được những hạn chế thiếu sót trong chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của Phái đoàn Ủy ban châu Âu EC bắt đầu từ ngày mai 20 tháng 10. Phụ nữ Hải Phòng nỗ lực bền bỉ vươn lên, khẳng định vai trò vị trí trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh doanh, quốc phòng an ninh. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì hội nghị triển khai chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Dự hội nghị được tổ chức trực tuyến từ các điểm cầu trên cả nước. Tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam dự tại điểm cầu trường chính trị Tô Hiệu. Để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới, tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 34 yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm đề án, quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung giáo dục quyền con người, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, tỉnh, thành phố đã tham luận về việc đẩy nhanh tiến độ biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên khảo, tham khảo, rà soát, hoàn thiện chương trình giảng dạy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nội dung quyền con người cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất trong quá trình triển khai chỉ thị. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở, ban ngành liên quan. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm, đạt kết quả tốt, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Quân sự thành phố với vai trò nòng cốt đã tham mưu giúp thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy, tìm ra những cách làm mới, hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp các cấp ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt các giải pháp, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Chiều nay, Đảng ủy Cục Thuế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. 9 tháng qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ Cục Thuế đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ và toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Toàn ngành đã thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 26.700 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán Trung ương giao, 65,2% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Công tác thanh tra kiểm tra thuế tiếp tục được chú trọng, nhất là việc thanh tra kiểm tra chuyên đề, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Kết quả tăng thu ngân sách đạt trên 521 tỷ đồng, đạt 156% chỉ tiêu được giao. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế được tăng cường. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99,68%, hoàn thuế điện tử đạt 100%, thu hồi nợ thuế 9 tháng ước đạt trên 723 tỷ đồng. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên các mặt công tác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận kết quả công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Cục Thuế. Kết quả 9 tháng là nỗ lực cố gắng rất lớn của cán bộ công chức ngành thuế. 3 tháng còn lại, số thu ngân sách phải thực hiện là hơn 14.000 tỷ đồng. Đây là con số hết sức khó khăn. Do đó, yêu cầu Cục Thuế tiếp tục rà soát lại các khoản thu sắc thuế chưa đạt, có giải pháp tăng thu ở mức cao nhất. Cục Thuế tăng cường phối hợp với các địa phương, sở ngành trong việc thu tiền đất. Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thời gian sinh hoạt Đảng theo quy định, phối hợp với các quận, huyện ủy và các sở ngành thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, quan tâm đến công tác cán bộ, phát triển đảng viên mới. Sáng nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Hải Phòng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam khẳng định đây là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ tới. Nét nổi bật của phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo thành phố chính là các hoạt động từ thiện, xã hội, bác ái. Trong 5 năm qua, Công giáo Hải Phòng cùng với sự chung tay, giúp sức của đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, gây quỹ Ngày vì người nghèo với tinh thần tương thân tương ái. Đồng bào Công giáo và đặc biệt là sự vào cuộc với tấm lòng của các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân đã có những việc làm thiết thực giúp đỡ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa, hỗ trợ khó khăn trong đại dịch, ủng hộ đồng bào bão lụt. Nhất là mô hình siêu thị không đồng được mở cửa trong các ngày Chủ nhật suốt thời gian cả nước và thành phố chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố bức chướng với nội dung phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng bào Công giáo Hải Phòng đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ vừa qua. Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát làm gián đoạn chuỗi cung ứng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP được ký kết và đưa vào thực thi đã đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam và ASEAN, mang lại các lợi ích cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bên cạnh nhiều lợi ích thì những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp cũng không hề nhỏ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để khai thác hiệu quả hiệp định này. Bao phủ 30% dân số thế giới, việc RCEP có hiệu lực sẽ góp phần đa phương hóa các hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký kết với từng nước đối tác trước đây, tối đa hóa các lợi ích kinh tế, mở ra nhiều cơ hội xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để đưa cái sản phẩm của Việt Nam ra với thế giới bởi vì được có những cái về chính sách ưu đãi về thuế với các nước mà họ có thể nhập khẩu. Ngược lại, khi mà doanh nghiệp nhập khẩu về
thì có nhờ những cái chính sách RCEP này thì doanh nghiệp có thể nhập được nhiều nguồn hàng đa dạng từ các nước nằm trong hiệp định hơn và sẽ được hưởng ưu đãi hơn. Và cái người mà có thể hưởng được cái lợi ích này chính là người tiêu dùng, bởi vì cái giá thành chi phí cho các sản phẩm về mà bán ra trên thị trường ấy nó sẽ giảm hơn. Với cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và áp dụng một quy tắc xuất xứ chung giữa tất cả các bên tham gia, cũng như tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, việc thiết lập hiệp định này sẽ tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực. Các quy định trong RCEP có một số điểm mới, nhất là về quy tắc xuất xứ mà doanh nghiệp nên nắm bắt để tận dụng hiệu quả từ hiệp định. Cái hiệp định RCEP này có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên thì nghị định về ban hành biểu thuế chưa có hiệu lực. Nhưng về mặt quy định thì bản thân doanh nghiệp, các mặt hàng nếu nằm trong hiệp định thì cũng đã được hưởng thuế xuất từ thời điểm này. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì ngay khi mà làm thủ tục xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp khai CO theo đúng quy định của pháp luật. Thì sau khi nghị định có hiệu lực thì doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các lô hàng mà đã nhập khẩu từ bây giờ. Thứ hai nữa là có cái quy tắc về cộng dồn trong các nước tham gia hiệp định. Ví dụ như là nguyên liệu của Hàn Quốc cộng với nguyên liệu của Việt Nam cộng với nguyên liệu của Australia thì có nguyên tắc cộng dồn các nguyên liệu này nằm trong hiệp định thì đều được hưởng cái chế độ ưu đãi trong hiệp định. Thì cái này là doanh nghiệp cũng nên biết để lựa chọn cái nguồn nguyên liệu mà nằm trong các nước tham gia hiệp định thì khi xuất khẩu thì sẽ được hưởng lợi. Trước tình hình thế giới biến động gây xáo trộn về chuỗi cung ứng những năm gần đây, việc hình thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới theo RCEP sẽ tạo ra một thị trường xuất khẩu ổn định dài hạn cho Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài môi trường thông thoáng, RCEP cũng đặt ra các quy tắc chặt chẽ và thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp trong nước cần chủ động nắm bắt và chuẩn bị trước về các tác động bất lợi, nhất là việc gia tăng cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Sự nhạy bén và tìm hiểu kỹ lưỡng sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội và thích ứng với các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, hiện đại như RCEP, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, ngày mai 20 tháng 10, Ủy ban châu Âu EC sẽ đến Việt Nam để kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, kéo dài 8 ngày, để từ đó xem xét việc tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Hiện nay, 28 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó có Hải Phòng, đã cơ bản khắc phục được những hạn chế thiếu sót trong chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của Phái đoàn Ủy ban châu Âu EC. Tính đến ngày 17 tháng 10, trên địa bàn thành phố có 894 tàu cá đang hoạt động, được đăng ký trên hệ thống VN Fishbay. Trong đó, toàn bộ 338 tàu trên 15 mét trở lên đều lắp đầy đủ thiết bị giám sát hành trình và được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định. 894 tàu được cấp phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 100%. 9 tháng năm nay, tổng sản lượng hải sản khai thác qua cảng và không qua cảng đạt hơn 46.000 tấn, bằng hơn 51% tổng sản lượng khai thác toàn thành phố, xử lý 91 trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU, xử phạt tổng số tiền xấp xỉ 1 tỷ đồng. Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong chống khai thác IUU, đáp ứng các yêu cầu quy định của Ủy ban châu Âu EC, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tích cực như thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những điểm còn thiếu sót, tập trung hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác theo quy định để tiện việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, rà soát, thống nhất số liệu tàu cá lên phần mềm quản lý VN Fishbay và tổng hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính lên phần mềm cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy sản, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bến cảng cá. Ủy ban nhân dân thành phố đã rất quyết liệt trong chỉ đạo để thực hiện các cái khuyến nghị của EC trong việc góp phần tháo gỡ thẻ vàng. Đến nay thì các cái khuyến nghị của EC cũng đã được tiến bộ rõ rệt. Đoàn thanh tra EC dự kiến sẽ làm việc với phía Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 10. Thành phố cũng đã có cái chỉ đạo xây dựng những kế hoạch chi tiết để sẵn sàng đón bạn đến kiểm tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để đón đoàn EC.
Theo kế hoạch, đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sẽ tới Việt Nam kiểm tra từ ngày 20 đến 28 tháng 10, trong đó dự kiến sẽ có Hải Phòng. Vì vậy, việc thành phố kịp thời phát hiện những lỗ hổng trong công tác quản lý, những hạn chế thiếu sót để khắc phục, đáp ứng đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU có vai trò và ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng 27 tỉnh thành phố có biển tháo gỡ được thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam. Giải thưởng Lê Chân được dành tặng cho các cá nhân phụ nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, nghệ thuật ca trù đang được các thế hệ làng Đông Môn, huyện Thủy Nguyên gìn giữ và phát huy. Thưa quý vị, từ năm 2006, thành phố Hải Phòng đã ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Lê Chân nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên khuyến khích, phát huy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ thành phố Cảng. Giải thưởng Lê Chân được dành tặng cho cả các cá nhân phụ nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và sự tiến bộ của phụ nữ Hải Phòng. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một trong 8 tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng vừa được vinh danh và trao tặng giải thưởng Lê Chân năm 2022. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Cảng. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Kế toán, tháng 8 năm 1998, chị Đoàn Thị Mai Anh, chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Ngô Quyền Hải An, được điều động về công tác tại cục thuế thành phố Hải Phòng. Trải qua nhiều cương vị công tác, từ nhân viên đến vị trí lãnh đạo cấp phòng thanh tra kiểm tra, chị luôn đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể cán bộ công chức đơn vị thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt, năm nay được cục thuế điều động về chi cục thuế khu vực Ngô Quyền Hải An với nhiều giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp với các quận Ngô Quyền và Hải An, số thu ngân sách 9 tháng của chi cục đã đạt trên 2.636 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán Hội đồng Nhân dân các quận giao, đạt 154% so với cùng kỳ. Đến thời điểm này, chi cục thuế khu vực Ngô Quyền Hải An là đơn vị có số thu lớn trong khối các chi cục thuế và tăng cao so với mức bình quân chung toàn ngành. Phụ nữ làm lãnh đạo thì gặp nhiều khó khăn hơn nam giới, vì phụ nữ làm lãnh đạo gánh trên vai trọng trách rất cao với xã hội và gia đình. Do đó, cần phải tự cân bằng giữa hai vai trò đối nội và đối ngoại. Với công việc là chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Ngô Quyền Hải An, cần phải cố gắng điều hành chỉ đạo cán bộ công chức trong chi cục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với gia đình, luôn là người phụ nữ giữ lửa ấm, là người con, người vợ, người mẹ tốt. Phụ nữ làm lãnh đạo thì luôn thiếu thời gian, do vậy cần phải sắp xếp thời gian khoa học để đảm đương các công việc, vượt qua mọi khó khăn. Đó là làm sao để gia đình và sự nghiệp không trở thành hai lĩnh vực mâu thuẫn và xứng đáng với danh hiệu con cháu Lữ tướng Lê Chân. 8 gương mặt tiêu biểu của phụ nữ thành phố vinh dự nhận giải thưởng Lê Chân lần này. Mặc dù khác nhau ở cương vị và lĩnh vực công tác, nhưng các chị có những phẩm chất chung là sự năng động, say mê sáng tạo, bản lĩnh, nghị lực, dám nghĩ, dám làm, tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các chị là những tấm gương tiêu biểu cho phụ nữ Hải Phòng, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển thành phố, góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Hải Phòng trong thời kỳ mới. Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, nâng cao chất lượng nhân lực cho kỹ năng nghề phù hợp với tình hình kinh tế xã hội thành phố trong từng giai đoạn là mục tiêu được đặt ra trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ủy ban Nhân dân thành phố, theo kế hoạch 233 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
Theo đó, đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho thành phố và đất nước. Một số trường tiếp cận trình độ các nước trong khu vực ASEAN 4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tập trung vào những giải pháp đột phá như hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề, cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh chuyển đổi số. Cái việc chuyển đổi số của nhà trường cũng đang tiến hành triển khai. Thế và nhà trường đã từng bước nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của nhà trường, ví dụ như là đường nâng cấp đường mạng. Cái thứ hai là các cái thiết bị máy tính của nhà trường xây dựng được một số phòng học chuyên môn ở các cái khoa nghề. Thì trong cái phòng học chuyên môn này thì được trang bị máy tính, kết nối mạng thế và có gắn camera để ghi lại các cái bài giảng của giáo viên. Thế và sau đó thì chuyển vào cái kho dữ liệu học liệu số của nhà trường. Để thực hiện hiệu quả chiến lược, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục xây dựng các mô hình gắn kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và thị trường lao động theo từng địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, thúc đẩy sự hỗ trợ, tài trợ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế đầu tư cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Xác định nhu cầu đào tạo, huy động, khuyến khích các doanh nghiệp trực tiếp tham gia quá trình đào tạo, trực tiếp đào tạo tại trường hoặc trực tiếp là hướng dẫn huấn luyện, tạo cái môi trường thực tập thực hành cho các em học sinh sinh viên, là phối hợp trong việc tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, chọn nghề trước, trong và sau quá trình đào tạo, là phối hợp doanh nghiệp để thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác tuyển sinh, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông được chú trọng. Việc quy hoạch sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, đồng thời xây dựng đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp trong giai đoạn phát triển hiện nay. Thưa quý vị, việc trẻ vị thành niên tiếp xúc với ma túy sớm đang là một thực trạng đáng báo động, chủ yếu rơi vào độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng đã tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 100 trường hợp bệnh nhân sử dụng các loại chất ma túy, trong đó đa số là giới trẻ. Đang học lớp 11, nhưng em học sinh này phải nghỉ học do đã sử dụng ma túy tổng hợp, đá cần sa trong một thời gian dài, nhưng gia đình không hề hay biết. Chỉ đến khi em có dấu hiệu tâm thần nặng thì bố mẹ em mới biết sự việc, tuy nhiên cũng không ngăn cản nổi. Bắt đầu cháu đến lớp 10, trung thu thì đi mỗi kỳ lân, được tiền nó ngồi chơi với nhau. Xong rồi dần dần thấy chơi nó vui quá, bắt đầu mới bỏ tiền túi ra chơi, chơi ở quán hát. Thế và chơi sau bao nhiêu lâu thì mình phải vào viện? Cháu chơi 3 năm. Thế lúc đấy gia đình có biết không? Biết. Biết bố mẹ có ngăn cản không? Có, nhưng không ngăn cản được. Vì sao lại không ngăn cản được? Cháu cứ đi giữ lại, cháu cứ đi. Khi mà cháu cảm thấy như thế nào thì cháu phải vào viện? Cháu cảm thấy có tiếng nói trong đầu, mình nghĩ là cái chết nhiều á. Cháu đập phá đồ, nhưng bắt đầu cháu mới than vãn bố mẹ này. Thì tiếng nói trong đầu, mới lại cứ nghĩ cái chết. Thế là cháu ra bác ra cái bà bán thuốc ở ngoài, bà ấy bảo cho viện tâm thần. Thế cháu mới vào đây. Người nghiện bị loạn thần với các biểu hiện như nhiều ảo thị, ảo giác, hoang tưởng. Ngoài việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, người sử dụng ma túy tổng hợp còn gây nên những hành vi vô cùng nguy hiểm cho cộng đồng xã hội. Rất nhiều giới trẻ biết thường nó là ma túy vẫn dùng, nên là biết hại vẫn dùng. Và vì nó gây thèm muốn, không dùng không chịu được. Và khi dùng nó gây hậu quả là gây các rối loạn tâm thần. Điển hình như đây là các rối loạn gây rối loạn về giấc ngủ, hai nữa là gây trầm cảm rất nhiều, nghĩa là mất quan tâm thích thú, bi quan chán nản, thậm chí có hành vi tự tử bằng cách là dùng thuốc độc hoặc là dùng dao để cứa cổ, cứa chân, cứa tay để tự tử vì sau hậu quả của loạn thần thì cần xa. Nhưng ngoài ra gây những cái hoang tưởng, những ảo giác rất sinh động, nó có thể làm theo cái ảo giác đấy, và có thể là ảo giác xui nó làm gì thì làm đó, hoặc là lúc nào cũng nghĩ người khác theo dõi mình, hại mình, và hành vi cuối cùng là sẽ ảnh hưởng đến các chức năng hàng ngày như lao động, học tập và
mất kiểm soát hành vi của mình sẽ gây rối loạn trật tự xã hội. Tại Hải Phòng, trẻ em và thanh thiếu niên mắc các rối loạn tâm thần có chiều hướng gia tăng, chiếm hơn 10% trong tổng số bệnh nhân đến khám điều trị. Bệnh nhân tâm thần cũng ngày càng trẻ hóa. Đáng lo ngại là có tới 70% trẻ em và thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần mà không có can thiệp thích hợp ở giai đoạn sớm. Quan tâm, dành thời gian chăm sóc, gần gũi, động viên, xây dựng mối quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè tốt sẽ giúp các em tin tưởng, lạc quan, quyết tâm điều trị, cai nghiện, sớm hòa nhập với cộng đồng. Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an cũng như là Giám đốc Công an thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và công văn của Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, sáng nay Công an quận Đồ Sơn đã tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Qua rà soát kiểm tra thực tế cho thấy, tổ dân phố Trung Nghĩa có gần 360 hộ dân với gần 1.330 nhân khẩu, có 9 quán karaoke và 40 hộ kinh doanh gắn liền nhà ở, có 19 ngõ, trong đó có 4 ngõ, có từ 4 hộ dân trở lên, xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Các hộ gia đình tại các ngõ có đặc điểm vừa ở vừa kết hợp kinh doanh và nguồn chất cháy tồn chứa trong nhà lớn. Đây cũng chính là những nguyên nhân dễ xảy ra cháy và khi gây cháy thì có thể sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, việc ra mắt các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng sẽ giúp các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình và thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Cái việc mà xây dựng các hai cái mô hình này có ý nghĩa rất là quan trọng trong các công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một, đảm bảo công tác và phong trào toàn dân về công tác phòng cháy cháy. Đây là một trong những cái mô hình mà tôi nghĩ rằng là nó rất thiết thực, đặc biệt là đối với lại các cái nơi mà các cái phương tiện chữa cháy mà không thể tiếp cận được, thì cái việc mà chữa cháy ban đầu nó rất là hiệu quả và từ đó là nó cũng nâng cao được cái ý thức tuyên truyền cho người dân để hiểu rõ được cái trách nhiệm trong công tác phòng cháy, giảm thiểu các cái hậu quả do các cái vụ cháy nổ xảy ra và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân là hoàn toàn ủng hộ và cũng thực thi rất tốt. Trong ngõ 106 này thì có 30 hộ dân và có 4 thành viên ở trong ngõ này là tham gia. Còn những điểm ở bên ngoài thì có thêm 2 điểm nữa. Việc thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy tới từng hộ gia đình, giúp cho các hộ dân nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần làm giảm nguy cơ cháy nổ và kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Dưới sự chỉ đạo sâu sát sao của lãnh đạo quan thành phố, Ủy ban dân quận và công an quận cũng kết hợp với lại ủy ban dân các phường tiếp tục thực hiện theo các cái kế hoạch mà cấp trên đã giao và cũng vận động đảng ủy ban dân các phường cũng như là nhân dân trên địa bàn từng tổ dân phố để xây dựng thêm nhiều cái mô hình này và cố gắng làm sao rằng là trên địa bàn quận Đồ Sơn thì mỗi tổ dân phố đều có hai cái mô hình này để cái công tác phòng cháy được hiệu quả và nâng cao. Trong thời gian tới, Công an quận Đồ Sơn sẽ tiếp tục quan tâm giám sát, đánh giá hiệu quả thực tế từ các mô hình được triển khai, đồng thời nghiên cứu các cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay để tiếp tục nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trải qua thăng trầm của lịch sử để khẳng định những giá trị của nghệ thuật ca trù, vào ngày 1 tháng 10 năm 2009, nghệ thuật ca trù của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Di sản được trải dài trên 16 tỉnh thành phố, trong đó có Hải Phòng. Huyện Thủy Nguyên vinh dự có phủ từ Đông Môn, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên là một trong những nơi thờ nhị vị Thánh Sư Ca Công, hai vị tiền thân có công sáng lập ra loại hình nghệ thuật ca trù, cũng là địa phương nuôi dưỡng và phát triển nghệ thuật ca trù với nhiều nghệ nhân đặc biệt tâm huyết với quyết tâm bảo tồn nguyên vẹn di sản văn hóa tiêu biểu cho thế hệ mai sau. Để tôn vinh xứng tầm cho vị thế, tầm vóc,
và những đóng góp to lớn của nhị vị Thánh sư Ca Công đáp ứng được sự kỳ vọng và nhu cầu tâm linh của nhân dân, huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ giỗ tổ nghề ca trù với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố, các cơ quan đơn vị, các nhà nghiên cứu, các câu lạc bộ, các giáo phường ca trù cùng toàn thể nhân dân, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của huyện dành cho hai vị tiền nhân có công sáng lập ra loại hình nghệ thuật ca trù. Chúng tôi trước hết cũng phải cảm nhận rằng đây là một cái sự quan tâm hết sức đúng đắn của huyện ủy Thủy Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, dưới sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân thành phố, rồi các phòng ban của thành phố và nhân dân đã cùng với địa phương tổ chức được một cái lễ hội rất là trang trọng như là cái lễ hội giỗ tổ nghề Ca Công 2022. Trải qua các thăng trầm của lịch sử, với ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, các thế hệ người dân Đông Môn nói riêng, huyện Thủy Nguyên nói chung đã dành nhiều tâm huyết, quyết tâm bảo tồn nguyên vẹn di sản văn hóa. Nhà trường thì cũng nhận thức đây là một bộ môn rất là độc đáo của địa phương mình, rất là tự hào ạ. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn được đưa bộ môn nghệ thuật này vào trong trường học để góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật quê hương. Con rất tự hào khi làng mình có một bộ môn mà được cả thế giới công nhận và tôn vinh. Con mong muốn đóng góp một phần sức nho nhỏ của mình vào phần giữ gìn và bảo vệ bộ môn nghệ thuật này. Hàng năm, vào ngày 24 tháng 3 và 24 tháng 9 âm lịch, những người làm nghề hát ca trù từ các tỉnh miền Duyên Hải Bắc Bộ như Thái Bình, Nam Định, Hải Dương cùng nhiều địa phương khác trở về phủ từ làng Đông Môn để cùng tế tổ nghề, giao lưu gặp gỡ, trao đổi học hỏi nhằm làm phong phú thêm vốn nghề của cha ông. Hôm nay thì về với giỗ tổ nghề thì rất nhiều các cái câu bộ giáo phường xa xôi từ ở Thanh Hóa, ở Bắc Linh, Hà Nội thì cũng đã bố trí về đây tham gia thực hành nghi thức. Ca trù trường tồn trên mảnh đất Đông Môn không phải chỉ bởi nó đã ngấm sâu vào máu thịt của người dân nơi đây, mà nó đã trở thành một thành tố văn hóa quan trọng, chứa đựng những đặc điểm, tư duy, thẩm mỹ của người dân Đông Môn, còn góp phần hình thành nhân cách con người, nhân lên những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi người dân làng Đông Môn. Thưa quý vị, chiều nay trên sân vận động Lạch Tray diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ BKMX Bình Dương trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2022. Với những kết quả tích cực ở những vòng đấu gần đây thì đội bóng đất cảng quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong trận đấu này. Và trên sân Lạch Tray thì đội chủ nhà đang có 32 điểm. Sau chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 19, Hải Phòng luôn có mặt trong top 5 bảng xếp hạng nhờ phong độ chơi ổn định. Chiều nay tại sân vận động Lạch Tray, cơn mưa nặng hạt với điều kiện thời tiết khá lạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến trận đấu. Ở phút thứ 7, cầu thủ của đội BKMX Bình Dương đã đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn từ khá sớm, các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lập tức tổ chức ép sân để nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút thứ 28, đội trưởng Hải Huy đánh bại thủ môn đội khách gỡ hòa 1-1 và đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục có nhiều pha bóng hay và ở phút bù giờ, Rimario đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu, qua đó giúp câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng giành được 3 điểm trong trận đấu này. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.